Trên tay mình đang là một chiếc tai nghe True Wireless, và chiếc tai nghe này được thiết kế dành cho các tín đồ đam mê chơi game cũng như là đam mê công nghệ. Mặc dù là nó được ra mắt khoảng 1 năm rồi, nhưng mà hiện tại thì nó chưa được quảng bá rộng rãi, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để review về cái sản phẩm này cho mọi người cùng xem. Và đây là Monster Mission V1. Thì mình xin nói một xíu về hãng Monster. Đây là một hãng âm thanh có tuổi đời khoảng 40 năm và chuyên sản xuất những cái dòng dây dẫn cáp âm thanh. Ngoài ra thì hãng Monster còn sản xuất những cái dòng loa Bluetooth hoặc là các thiết bị phụ kiện chơi game như là bàn phím chuột nè. Cho nên đây là một sản phẩm chính hãng và chất lượng đến từ Mỹ nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về những cái phụ kiện bên trong của cái chiếc tai nghe này. Đối với phụ kiện bên trong thì nó sẽ có là một cái sách hướng dẫn nè. Và bên trong nó sẽ gồm một cái dây sạc và hai cái chip. Đó, và hộp sạc thôi. Rồi, đơn giản chỉ như vậy. Cái ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc tai nghe này là nhìn nó cực kỳ là công nghệ luôn. Khi mà chúng ta mở hộp sạc ra thì cái ánh đèn LED nó sẽ chạy tỏ đều ra hai bên. Và thậm chí là ở trong tai nghe thì nó cũng sẽ chớp nháy đèn màu xanh. Và trong trường hợp mà khi mà chúng ta đã kết nối cái tai nghe này với điện thoại rồi, thì khi mà chúng ta mở ra trong vòng 5 giây á, nó sẽ tự động kết nối lại với điện thoại, cực kỳ tiện lợi cho mọi người luôn. Về màu sắc thì chiếc tai nghe này hiện tại bên Thiên Vũ đang có 3 màu để cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn. Đó chính là màu này là màu Ripple nha mọi người, còn màu này là màu đen và là màu hồng. Có thiết kế cho nam và nữ rất là tiện lợi. Chất liệu của hộp tai nghe này được làm bằng nhựa nha mọi người, nhưng mà cảm giác cầm rất là mềm mại và thích tay. Thì đối với kích thước á, thì theo mình thấy là nó cũng không quá nhỏ, cũng không quá to, nhưng mà so với AirPods 2 thì nó sẽ to hơn một xíu. Nhưng mà khi mà đặt vào lòng bàn tay thì nó sẽ vừa với lòng bàn tay của mình luôn nha mọi người. Mình cũng không biết là trong hộp sạc có nam châm hay không, nhưng mà nắp của hộp sạc thì nó vô cùng chắc chắn, và dù có lắc mạnh cỡ nào thì nó cũng không bung ra. Còn trên hộp sạc thì sẽ có một cái cổng sạc Type-C như thế này, và nó có tích hợp công nghệ sạc nhanh trong đây là sạc 5 phút, chúng ta có thể nghe nhạc thêm được 1 tiếng đồng hồ. Và đặc biệt là trong hộp sạc này có tích hợp một cái là gọi là sạc không dây, nhưng mà để sử dụng được cái tính năng sạc không dây thì chúng ta cần phải mua cái bộ sạc không dây nữa, chứ hãng nó không tặng kèm. Cái thời lượng pin của chiếc tai nghe thì có thể nghe 5 tiếng liên tục ở mức 80%. Và ngoài ra thì khi mà cái hộp sạc này sạc đầy thì có thể sạc được 5 lần cho chiếc tai nghe này. Có nghĩa là đối với cái chiếc tai nghe này chúng ta có thể nghe được 25-26 tiếng. Khi mà chúng ta nghe liên tục 25-26 tiếng thì trong thời gian chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng được 1 tuần, 2 tuần thoải mái, tùy vào cái nhu cầu chúng ta sử dụng nhiều hay ít. Cho nên là mình nghĩ là đây là một cái tai nghe mà có cái thời lượng pin xài rất là lâu. Trên chiếc tai nghe này được trang bị hai cái micro và tích hợp công nghệ khử ồn. Và khi mà chúng ta chơi game hay là chúng ta đàm thoại á, thì nó sẽ giúp cho việc khử âm thanh môi trường xung quanh, những cái tiếng ồn môi trường xung quanh nó sẽ được loại bỏ đi, giúp cho cái giọng nói chúng ta sẽ sạch hơn và người nghe họ sẽ dễ dàng nghe được những cái nội dung mà chúng ta truyền tải. Ngoài ra khi mà sử dụng đối với cái vấn đề mà quay video hay là ghi âm á, thì nó cũng sẽ sử dụng cái micro trên chiếc tai nghe này để mà thu âm giọng nói chúng ta vào. Mình có test thử một cái đoạn âm thanh và khi mà mình nghe á, thì mình thấy âm cái giọng nói của mình rất là sạch. Tuy nhiên là nó sẽ hơi bị méo một xíu. Chiếc tai nghe này sử dụng công nghệ chống ồn thụ động. Thì đối với công nghệ chống ồn thụ động này á, có nghĩa là họ sẽ thiết kế cái đầu tai nghe như thế này, nó sẽ vừa vặn đối với tai chúng ta. Ngoài ra thì các e-tip như thế này nó sẽ giúp cái việc chống ồn cũng khá là tốt. Khi mà mình đeo vào á, thì cái tiếng ồn môi trường xung quanh á, mình nghe rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà chúng ta bật âm lượng khoảng 30% á, thì hầu như là môi trường xung quanh chúng ta sẽ không nghe thấy gì hết. Còn khi mà chúng ta bật âm lượng ở mức 80% á, thì những cái người xung quanh họ nói gì thì chúng ta hoàn toàn không nghe luôn. Và ưu điểm của tai nghe chống ồn thụ động so với chống ồn chủ động là như thế nào? Thì đối với tai nghe chống ồn thụ động á, nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Và ngoài ra thì nó sẽ không gây hại tai chúng ta. Chiếc tai nghe này sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0, giúp chúng ta có thể kết nối tốt trong khoảng 10m. Ngoài ra thì nó còn có công nghệ chống nước IPX5, giúp cho cái việc chống thấm, chống mồ hôi là cực kỳ tốt. Cho nên là mọi người có vô tình làm nước bắn vào hoặc là đi dưới trời mưa nhẹ thì mọi người cũng không cần phải lo lắng. Về các tính năng thì chiếc tai nghe này không có sử dụng app, mà những cái thao tác điều khiển chủ yếu là sẽ chạm bên hông tai nghe. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chế độ mà mình thích nhất, đó là chế độ chuyển âm thanh giữa chế độ nghe nhạc và chế độ chơi game. Thì để chuyển được chế độ này chúng ta chỉ cần chạm vào 3 lần bên phía tay phải, 1, 2, 3, giữa ba cái đường đèn này là nó sẽ phát ra âm thanh chuyển chế độ.
Và sự khác biệt giữa hai chế độ này là gì? Thì đầu tiên mình sẽ nói về chế độ chơi game. Ở chế độ chơi game thì cái độ trễ nó sẽ cực kỳ thấp và hầu như là không có luôn. Ở đây là mình đang nói về độ trễ âm thanh cũng như là độ trễ của mic. Thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta trao đổi thông tin khi mà chúng ta chơi game nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là về âm thanh. Thì đối với chế độ chơi game á, âm bass nó sẽ dày hơn và nó sẽ sâu hơn. Còn âm mid và âm test nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ ít chi tiết hơn so với chế độ nghe nhạc. Cái thứ ba là ở chế độ chơi game thì nó sẽ tốn pin hơn. Còn chế độ nghe nhạc thì sao? Đối với chế độ nghe nhạc thì âm mid và âm chép của nó sẽ chi tiết hơn và nó sẽ ít hao pin hơn. Còn xem phim thì đối với cá nhân mình trải nghiệm á, thì khi mà xem phim thì chúng ta nên chọn chế độ nghe nhạc, tại vì để chúng ta nghe dễ dàng cái giọng nói nhân vật hơn cũng như là xem được lâu hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người 10 cái thao tác để sử dụng trên chiếc tai nghe này. Khi mà chúng ta đang nghe nhạc thì để mà tạm dừng hoặc phát bài hát á, thì chúng ta nhấn một lần bên tay phải hoặc tay trái là nó sẽ tạm dừng bài hát hoặc là phát bài hát. Chúng ta nhấn hai lần bên tay phải là sẽ tăng âm lượng, và nhấn hai lần bên tay trái là sẽ giảm âm lượng. Khi mà chúng ta nhấn ba lần bên tay phải là sẽ chuyển chế độ music và chế độ game. Chúng ta nhấn ba lần bên phía tay trái là sẽ gọi Siri ra. Để qua bài hát mới chúng ta nhấn giữ khoảng 2 giây bên tay phải, và để trở lại bài hát cũ thì chúng ta nhấn giữ 2 giây bên tay trái, và để tắt một bên tai nghe thì chúng ta nhấn giữ khoảng 3 giây là nó sẽ tự động tắt. Và chiếc tai nghe này nó có khả năng hoạt động độc lập ở trên từng tai nghe đó, cho nên là khi mà mình tắt một bên thì mình vẫn có thể sử dụng một tai nghe độc lập bình thường nha mọi người. Tổng kết lại thì đây là một chiếc tai nghe rất là phù hợp đối với anh em nào yêu công nghệ cũng như là chơi game, với một thiết kế cực kỳ đẹp mắt, thương hiệu của Mỹ và giá thành của nó thì không quá cao, thì đây có thể là một sự lựa chọn dành cho mọi người. Còn về mức giá thì hiện tại chiếc tai nghe này đang được bán ở Thiên Vũ với mức giá khoảng 2.4 triệu, và đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, thì mọi người có thể liên hệ với số hotline của công ty để được tư vấn về những khuyến mãi chính xác nhất. Và nãy giờ thì mình cũng đã review về những tính năng cũng như là cơ bản về chiếc tai nghe này để cho mọi người cùng xem rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái video này thì hãy nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Thiên Vũ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip tiếp theo.